Hot girl về nhà đi con lộ clip bị tố giật chồng, người vợ vẫn bình tĩnh lên mạng chốt đơn. Sự việc hot girl về nhà đi con được cho là Thư Vũ lộ clip trong bồn tắm với một người đàn ông đang khiến dư luận bàn tán xôn xao gần một ngày qua. Sau khi sự việc bị phát tán, dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra thông tin của cả hai nhân vật chính dù họ đã khóa tài khoản. Thế nhưng điều khiến dân tình ngỡ ngàng hơn là chị vợ của nhân vật bị nghi là nam chính trong clip với hot girl Thư Vũ lại hoàn toàn bình tĩnh, như thể đã quá quen với việc này. Sau khi đoạn clip về chồng và hot girl về nhà đi con lan truyền chóng mặt, chị vẫn thản nhiên đăng những bức ảnh ăn tối vui vẻ, thả nhẹ dòng trạng thái, ăn còn lấy sức chốt đơn. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng phát hiện rất lâu rồi vợ nam chính nghi có clip nóng với hot girl Thư Vũ chỉ đăng ảnh con trai, những mặt hàng chỉ bán thay vì đăng ảnh gia đình hạnh phúc. Cũng từ đây, dân mạng dấy lên nghi vấn cả hai vợ chồng đã ly hôn, nên việc anh chồng có mối quan hệ yêu đương với hot girl Thư Vũ có thể cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, trong một đoạn chat được cho là của chị vợ bị lan truyền trên mạng xã hội trước đó, cho thấy mọi người đã phát hiện người đàn ông trong clip đã cặp kè với hot girl về nhà đi con từ khi vẫn còn chưa ly hôn. Thậm chí nội dung tin nhắn còn nói rõ, chị ơi thấy bay hoa hậu gay gắt MT, em giới thiệu em là vợ của bồ em ấy cặp với chồng em một năm nay và có bầu đi phá hồi cuối năm. Phốt của em ấy ngày xưa như nào em không biết, còn phốt giật chồng em thì đầy đủ lắm, mà khinh nên không thèm làm gì nên bố thí cho luôn. Theo cư dân mạng điều tra thì Thư Vũ được cho là đã có bạn trai nhưng vẫn lén lút cắm sừng để cặp với đại gia có vợ chính là nam chính trong đoạn clip nóng 8 phút đang phát tán. Nghe nói Thư Vũ đã có người yêu rồi nhưng vẫn qua lại với gã có gia đình. Đúng là có tiền thì làm gì cũng được, thật không thể tin được. Đối nghịch với Facebook của người vợ, người đàn ông bị nghi là nam chính trong clip vẫn vui vẻ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc gia đình cách đây một tháng, đặc biệt là hình ảnh con trai. Nhiều người tin rằng nếu đoạn clip không bị lộ, có lẽ khó ai có thể ngờ đây lại là một người đàn ông phụ bạc vợ con. Về phần nữ chính, cô gái này không phải nhân vật bình thường mà là một diễn viên trẻ từng đóng vai phụ phim Về nhà đi con. Anh Thư tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội, có ngoại hình xinh đẹp và có cả tích xanh Facebook. Sau khi sự việc bị phát tán trên mạng xã hội, phía Thư Vũ nhanh chóng có động thái khóa ngay tài khoản. Song trang TikTok vẫn duy trì hoạt động như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Netizen đã tràn vào theo dõi TikTok và Instagram của Thư Vũ, khiến lượng follower tăng chóng mặt. Cụ thể, khoảng 16 giờ chiều 27 tháng 5, TikTok của cô nàng chỉ có 18,7 ngàn người theo dõi, nhưng đến 23 giờ 39 phút đã lên đến 37,6 ngàn, tăng gần 19 ngàn người. Và đến thời điểm hiện tại, khoảng 10 giờ sáng 28 tháng 5, con số này là 71,4 ngàn người. Cùng với đó, số lượt xem và thả tim cũng tăng đột biến, có clip lên cả triệu lượt xem. Trước sự việc này, Thư Vũ đã khóa bình luận để bảo vệ trang cá nhân, tránh những lời lẽ khiếm nhã. Dù đã nhanh chóng chặn ồn ào nhưng dân mạng vẫn kịp chụp lại những hình ảnh trên trang cá nhân của hot girl xinh đẹp. Theo đó, trên trang cá nhân Thư Vũ luôn cho mọi người thấy mình là một cô gái có cuộc sống giàu sang xa hoa. Cô khoe việc mua quần áo, đồ hiệu, túi xách và thường xuyên đi du lịch. Thậm chí buồn buồn lại ngồi đếm đô la. Ngoài việc sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Thư Vũ còn có ngoại hình chuẩn hoa hậu với số đo 3 vòng 84, 57, 88. Đó là lý do cô nàng từng tự tin đăng ký tham gia cuộc thi về nhan sắc năm 2020. Ngược trở lại sự việc đang gây xôn xao dư luận, đến thời điểm hiện tại, Thư Vũ chưa có bất cứ động thái nào liên quan đến ồn ào. Dân mạng vẫn đang chờ đợi phát ngôn đầu tiên của cô nàng.